MrBeast đã đăng nhập vào server. Ồ, cũng đẹp đấy, đi kiếm người thử lòng thôi. Ở đây có hai bố con đang nói chuyện rất vui vẻ. Tôi sẽ qua và thử lòng cái ông bố này nhé. Ồ, xin chào anh bạn. Đây là con anh à? Đúng rồi, mày hỏi cái chó gì hả? À thì ông xử nó, thanh kiếm này sẽ là của anh. Hãy suy nghĩ cho kỹ đi nhé. Chỉ có thanh kiếm mà đòi chia cắt tình cảm của bố con tôi à? Không có đâu. Thế bây giờ thêm cái iPhone 15 Pro Max thì sao? Cái gì iPhone hả? No, you choose. Khó chọn quá, iPhone hay con trai đây? iPhone, con trai, iPhone, con trai. Thôi tí về đè đứa khác vậy, tôi chốt cái kèo này. Tốt lắm, xử nó đi, rồi tất cả sẽ là của anh. Con trai à, bố xin lỗi nhé. Đừng mà bố ơi. Vĩnh biệt con, tôi đã làm xong rồi đấy, giờ iPhone là của tôi. Đổi con lấy iPhone, xuống địa ngục. Đây rồi, hai bố con này sẽ là đối tượng tiếp theo. Azo, xin chào anh xử thằng con trai anh, tôi sẽ cho anh iPhone 15 Pro Max. Anh thấy đề nghị này thế nào hả? Ui iPhone, con trai, tất nhiên là tôi chọn iPhone rồi. Con trai tí về đẻ thêm vài đứa cũng được mà. Hào hán đấy anh bạn à. Nào con trai, đi tắm giếng thôi nào. Bố là bố thương con lắm đấy. iPhone 15 Pro Max của bố ạ. Holy shit. Hoàn thành rồi nhé anh trai. Ok, bây giờ thì xuống với con của ông đi. Thôi đi về ngủ. À đây rồi, thử nốt cái thằng Golem này xem sao. Ê cu, có muốn xe hơi xịn đi không hả? Chỉ cần làm việc tôi đưa ra, chiếc xe này sẽ là của cậu. Công việc rất đơn giản, cho cái làng này biến mất. Tất cả ngôi làng này, bạn thấy thế nào hả? Đốt cái làng này sao? Cũng được đấy. Tí tao qua làng khác ở cũng được. Bây giờ có xe mới tán được gái xinh, chốt kèo. Chừng ra đi. Được chưa hả, ông già? Bây giờ anh cho nổ tung ngôi làng này là xong rồi. Anh hãy nghĩ cho kỹ, đây là nơi anh lớn lên đấy. Biết rồi, nói mãi, xin là vĩnh biệt ngôi làng thân thương. Vâng, và còn đúng cái nịt. Anh xong việc rồi, giờ anh có thể đi. Được rồi, tôi sẽ đi tìm ngôi làng mới. Ý của tao là đi xuống địa ngục. Xem lần này mày đỡ kiểu gì. Find him the hole. Mày ơi, tao lấy được gỗ rồi này. Vài ô, xóa nó mọc chân rồi. Cho tao xin một phút nào. Mẹ thằng chó chọn người cho tao. Lần này phải bắt được nó, để xem mày trốn kiểu gì. Mấy chú em còn non lắm. Để tao cho chúng nó tàn tành luôn. Mày dám bước vào đây không hả? Đứng lại tao xem nào. Tiến lên anh em ơi, bắn hết chúng nó đi. Á đồ. Thôi, đừng có nhìn tao, tha cho tao đi. Khai hỏa. Cuối cùng thì cũng có gỗ rồi. Em xin nhé. Xong rồi, tới lượt ông đấy. Uống vào nào xì búa. Đúng rồi, lên đi con trai. Rồi bay mất tiêu luôn, nó quay lại rồi kìa. Holy shit. Để xem lần này mày đánh tao kiểu gì. Tránh ra, để đấy cho ông. Vãi ô, khổ thân vợ tôi. Lần này em phải trả thù nó. Đúng rồi, cố lên em. Chúng mày chịu chết đi. Mày nói cái gì hả? Vợ tôi lại xuống địa ngục rồi. Lần này để anh trả thù cho vợ. Máy bay cảm tử. Tốt quá, nó đang xuất rồi. Cuối cùng cũng lấy được gỗ. Vãi ô, đứng lại. Chúng mày đứng lại cho tao. Súng đạn không ăn thua với chúng nó. Lần này là phải chơi lửa đốt cho thành than luôn. Chuẩn bị xuất phát nào. Tao đến trả thù cho vợ tao đây, mấy cái con lợn. Lên lửa, cho chúng mày thành than hết. Anh em chạy đi, bọn nó chơi lửa đấy. Đứng lại mấy thằng chó, ai lại chơi chạy thế hả? Mau đứng lại cho tao. Gây vãi cả xít. Xin chào các bạn, chúng ta cùng hợp tác nhé. Mọi người chuẩn bị đi nghênh chiến nào. Đây sẽ là trận chiến cuối cùng. Không biết lần này mình và thằng bạn có chiến thắng được không. Các bạn hãy like để tăng sức mạnh cho bọn mình nhé. Các bạn mà không like là trận này thua đấy. Chuẩn bị nào, anh em xông lên. Thằng nào hạ được nhiều tao thưởng cho 400 củ. Có vẻ như quân ta ít hơn của bọn chúng. Trận này không cần sức rồi, nhưng không sao, mình còn vũ khí bí mật. Không cần đợi nữa. Bạn à, chơi luôn chứ. Được, vào việc luôn đi. Xin lỗi mấy anh em, nhưng đây là cách duy nhất để thắng rồi. Xong, còn đúng cái nịt luôn. Dám đấu với bọn tao à? Phổ này thao hổ hũ mà dùng rồi. Chỗ này chắc phải xây được hai cái nhà xí. Đầu tiên vẫn phải có cái bàn làm việc đã. Á đồ, vẫn chạy được à? Mau, mau bắt lấy nó. Mày đi đâu hả? Đứng lại chờ tao. Bố ơi, còn muốn ăn ba tô cơm. Tất cả đứng yên, mau nôn hết tiền ra đây. Không thì xác định. Còn dám lắc đầu à? Tao bắt con của mày đây này. Đừng hại nó,
Tôi sẽ cho anh tất cả mọi thứ. Thế thì mau đôn ra, ngoan thì tao tha cho. Có mỗi thế này thôi hả? Chưa có đủ đâu. Thôi được rồi, anh cầm hết đi. Á đủ, ghê quá ta, chắc chắn nó vẫn còn. Chưa có đủ đâu. Anh hơi bị tham lam rồi đấy nhé. Vãi iPhone 15 Pro Max, nhưng mà vẫn chưa đủ đâu. Anh thật là quá đáng, cái này anh thấy sao hả? Holy shit, nó có súng anh em ạ, thằng này không dễ chọc rồi, phải nhường nó một tí thôi. Anh à, tôi không cần nữa đâu. Đừng như thế, tôi vẫn còn mà. Đây để tôi lấy nốt cho anh nhé. Thôi, ăn cút rồi. Anh à, mình có thể nói chuyện lại không? Chuyện trò gì nữa chứ, tôi vẫn còn đồ nè. Thử một viên xem thế nào nhé. Đừng, con anh tôi vẫn giữ đấy. Về để đứa khác. Hôm nay trời đẹp quá, phải đi ăn ba tô cơm thôi. Ủa, tiếng gì vậy? Phải vào xem thế nào. Này, mày đang làm gì đấy hả? Đang ăn ba tô cơm. Ủa, anh là ai? Chết rồi, lộ bí mật rồi. Lát tao về mách bố mẹ mày. Vãi o khiếp thật. Anh là ai mà đói mách bố mẹ tôi? Anh bị điên à? Tự dưng xông vào nhà người ta. Có tin tôi báo công an không hả? Mau, cút khỏi nhà tôi. Mày dọa tao đấy à? Mày là phải xuống địa ngục. Đừng, đừng. Rồng ơi, rồng ơi, anh đến với em rồi đây. Không biết nay ăn rồng hấp hay rồng nướng nhỉ? Hôm nay đêm xào là hợp lý. Ủa, cái gì đây? Sao nó bay mất tiêu rồi? Để thử lại xem nào. Đùa tao à? Chắc chỉ là lỗi thôi. Cái định mệnh, cay rồi đấy. Tao không tin là không được. Cái định mệnh, vứt mẹ đi cho nó nhanh. Đi bán kim cương thôi các bạn ơi. Lấy 400 củ về đi Dubai chơi cho nó sướng. Tích cóp 10 năm nay cuối cùng cũng đến giờ đi bán rồi. Có nên rủ thằng bạn đi cùng không nhỉ? Á đồ, cái thuyền kia đứng lại cho tao. Tao còn chưa có lên thuyền mà. Thật là vãi trưởng. Để xem hôm nay kiếm ăn được gì không nào. Hôm nay mà không kiếm được 400 củ thì không thèm về. Ái cha, cũng được phết. Cứ thế này chẳng mấy mà giàu. Nhanh nhanh để qua nhà khác xem nào. Khu này chắc chắn hôm nay kiếm ăn được. Bầy 4 cây dương trà bá. Holy shit, chết rồi. Trộm nhầm nhà xã hội đen rồi. Phải chuôn lẹ, không là còn cái nịt. Này chú em, vào nhà anh làm gì đấy? Chú em đã thấy đồ ở trong đó rồi đúng không hả? Thế thì ở lại chơi chút đi. Mày tưởng tao sợ mày à? Ngon nhảy vào đây solo. Cái gì đấy? Tao bảo solo cơ mà. Ôi dồi ôi, sao mà đông thế? Nhưng mà tần này mình vẫn lo được. Chúng bại bơi hết vào đây. Á đồ, đừng tưởng có súng là tao sợ. Nói cho mà biết tao sợ thật đấy. Chuồn lẹ cả lại ăn chuối cả nải. Em xin lỗi mấy anh ơi. Dậy ngay hai cái thằng lười nhất của đất này. Suốt ngày chỉ biết ăn rồi ngủ, không chịu dậy. Tao cho chúng mày đi tập bơi hết, để xem chúng mày bơi được bao lâu. Ôi, anh ơi, thả bọn em ra đi. Tiên sư chúng mày, cứ để tao phải đóng cơ. Còn cái thằng mặt lên kia đâu ra nốt đây xem nào. Cái thằng này, mày đi trồng lúa đi hạt giống đầy kia kìa. Để nó sắp hỏng hết rồi. Còn cái thằng này, đi đào vàng đi. Nhanh cái tay lên. Thật là mệt mỏi với hai cái thằng báo thủ này. Ơ kìa, chúng nó lại định làm gì vậy? Kiểu này lại hợp tác nhau tạo phản rồi đây mà. Đúng là không có ngày nào yên ổn. Thôi thì tao chơi với bọn mày một chút vậy. Đằng nào cũng đang rảnh rỗi. Ái chà, lộ liễu quá mày ạ. Mày định tạo phản à? Anh chết đi. Khoan, mày hợp tác với tao đi. Tao sẽ cho mày ăn gà quay. Thấy thế nào hả? Em đồng ý anh ơi. Mày đứng đó mai phục đi. Để xem lần này thằng này nó làm cái gì. Anh đen xì xì, em có quà cho anh này. Quà cái đầu moi. Mày định xiên tao thì có. Xin vĩnh biệt cụ. Mày làm tốt lắm. 12 giờ rồi dậy đi anh da đen. Ủa, trốn đâu mất rồi? Hỏng, lần này phải cho một trận mới được. Không biết là trốn đâu rồi nữa. Á đồ, đây rồi, này, anh trốn ra đây làm gì hả? Em đi làm việc mà anh xem đi. Holy shit, thưởng cho nè, tự nhiên hôm nay chăm chỉ thế. Anh ơi, em không thích ăn cái này. Không thích à, hay là thích kẹo đồng? Mau đi làm việc tiếp đi. Vâng, em làm ngay đây, em không muốn ăn kẹo đồng đâu anh, cất đi. Biết rồi, mau làm đi, lạ thật đấy. Tự nhiên chăm chỉ quá không thấy quen, để kiểm tra xem nó bị làm sao mới được. Á đồ, biết ngay mà, dám trốn hả, kẹo đồng tới đây. Ủa, khoan đã, cố vàng đè trời ơi. Em đang đi đào vàng cho anh mà. Trời ạ, anh ra đen thay đổi rồi, phải thưởng ngay cho mấy con gà. Trời ơi, tôi giàu rồi anh em ơi. Dậy ngay cái thằng này, 12 giờ chưa vẫn còn ngủ, mày là thằng lười nhất trên đời rồi đấy. Đã thế tao tịch thu đồ ăn của mày luôn. Không làm mà đòi có ăn thì chỉ có ăn cái đầu mòi thôi. Để tao xem mày ngủ được đến lúc nào. Để cho nó khẩu súng hết đạn xem nó có tạo phản không. Sao mà lại ồn ào thế này chứ? Không cho người ta ngủ gì cả. Ồ, cái gì đây? Ôi, tôi súng của anh đen xì xì để quên. Anh đen xì xì ơi, không có thì em xin luôn nhé. Hey, lần này có thể tạo phản rồi. Mình phải chờ cơ hội mới được. Giờ vẫn phải đi làm không cả bị nghi ngờ mất. Thằng quát con này,
Nó tính tạo phản thật anh em ạ. Với cái súng hết đạn ấy thì lần này mày xuống địa ngục rồi. Anh em ấn like để cho anh Gia Đen xuống địa ngục nhé. Bình luận để anh ấy xuống tầng 18 luôn. Anh Gia Đen, tôi biết kế hoạch của anh rồi đấy. Ơ kìa, sao không có đạn? Là anh chơi tôi à? Tôi phải băm anh vài phát. Đúng là không biết tự lượng sức mà. Xuống địa ngục đi.